Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tỷ giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh?
này thiện hiện. Vì ngã vô sở hữu, nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh.